Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân với các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu là thông tin có liên quan tới vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai cho biết 8 bệnh nhi trong số 26 nạn nhân vụ cháy được điều trị tại đây đang hồi phục tốt. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp tại Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, hơn 20 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đã được chuyển đến 7 đơn vị của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đa số người bệnh đã qua cơn nguy kịch, có dấu hiệu hồi phục tích cực. Trong số 8 bệnh nhi thì cháu bé nhất 8 tháng tuổi đang hồi phục tốt. Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, 4 trường hợp nặng đang được tích cực điều trị bằng các phương pháp tối ưu nhất. Trong khi đó, Công an phường Cửa Ông và đội phòng cháy chữa cháy chợ Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời dập tắt một đám cháy ở chợ này trong vòng 15 phút kể từ khi phát hiện ngọn lửa vào tối ngày 16 tháng 9. Cụ thể là vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, khi xuất hiện một đám cháy ở một số kiosk của chợ Cửa Ông, thì người dân đã dùng máy xúc phá tường tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn và huy động các thiết bị chữa cháy dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường ngay sau đó và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự. Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Việt, 29 tuổi, tạm trú tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Việt là nhân viên lắp đặt camera. Vào cuối năm 2020, Việt được giao lắp 6 camera tại nhà của một người dân trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Trong đó có phòng ngủ. Đối tượng này đã đăng nhập vào camera của chủ nhà và có được những hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, đối tượng này đã đe dọa yêu cầu bị hại chuyển 130 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc là bán cho các trang web đối trụy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cẩm Lệ đã phát hiện và bắt giữ được Việt ở nơi trọ. Thưa quý vị, Đặng Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Đạt, hai học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, vừa bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào sáng ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên người 9 gram ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã nhiều lần cùng với 14 học viên khác tổ chức sử dụng ma túy tại phòng. Số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là do Nguyễn Văn Đạt ở cùng phòng cung cấp. Qua làm việc với Nguyễn Văn Đạt, đã khai nhận đã dùng điện thoại di động liên hệ mua ma túy để sử dụng với các học viên chung phòng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ đường dây tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện này. Trong khi đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Trần Quang Lộc, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với mục đích mua ma túy về bán lại cho người khác kiếm lời, ngày 15 tháng 1 năm 2023, Lộc liên hệ với một đối tượng tên là Na, không rõ nhân thân lai lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, qua ứng dụng Telegram đặt mua 50 viên ma túy thuốc lắc và 50 gram ketamine với giá tiền 45 triệu đồng. Ngày 16 tháng 1, Na gửi ma túy cho Lộc qua nhà xe khách Thịnh Thái. Đến ngày 17 tháng 1, tại khu vực đường trước số nhà 59 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Bảo Lộc, khi Lộc vừa nhận gói ma túy có chứa 50 viên, có khối lượng 21,7 gram và 49 gram ma túy loại ketamin, thì bị cơ quan công an thành phố Bảo Lộc kiểm tra phát hiện. Tại cơ quan công an kiểm tra xe ô tô do Lộc thuê sử dụng, trong hộp xe ở vị trí tài xế có 2 gói ma túy loại ketamin và một gói chứa 2 viên nén màu hồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quang Lộc 16 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vâng, thưa quý vị, bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, rất nhiều hình thức ma túy mới đã được các đối tượng tội phạm điều chế để có thể đánh lừa, lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên sử dụng. Lo lắng một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường là một điều mà ai cũng có thể nhận thấy. Xây dựng trường học an toàn giờ đây sẽ không thể chỉ là một câu khẩu hiệu mà phải là những hành động cụ thể để có thể bảo vệ được các bạn học sinh sinh viên. Và đó cũng chính là mục tiêu mà lực lượng công an thành phố Hà Nội đang nỗ lực để thực hiện. Ma túy là gì? Tác hại của ma túy như thế nào với sức khỏe của con người?
cách nhận biết các loại ma túy mới và cần làm gì để không vô tình trở thành đối tượng phạm tội. Tất cả những vấn đề này đều được cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội giải đáp một cách chi tiết cụ thể trong các buổi sinh hoạt thực tế đầu năm. Chúng tôi cảnh báo với các bạn về những cái ma túy tổng hợp. Những ma túy tổng hợp, những cái hoang tưởng của ma túy tổng hợp, những tác hại hay những cái phương thức thủ đoạn mà tiếp cận vô hình chung, tiếp cận ngay cuộc sống các bạn bình thường. Và những cái hội nhóm lôi kéo sử dụng ma túy trên không gian mạng. Và thậm chí là các bạn hiện tại đến sinh viên thì nguy cơ mắc phải cái tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất là lớn. Tại vì các bạn suy nghĩ rất đơn giản về những cái cuộc sinh nhật hay những cuộc tụ tập bạn bè đơn giản lắm, nhưng cuối cùng thực ra cuối cùng lại cấu kết với nhau thành hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy mà các bạn không nghĩ rằng đấy là tội phạm, đấy là vi phạm pháp luật. Đấy là điều chúng tôi muốn truyền tải. Ngoài việc truyền tải thông tin dưới dạng hỏi đáp, các kiến thức về vấn đề phòng chống tội phạm còn được sáng tạo dưới các dạng câu chuyện clip có nội dung hài hước, dí dỏm. Cách làm này giúp các bạn học sinh, sinh viên dễ tiếp cận vấn đề. Theo lực lượng Công an Hà Nội, hiện nay các đối tượng tội phạm thường lôi kéo, tìm mọi cách đưa ma túy vào trường học thông qua những điểm tụ điểm quanh nhà trường và từ chính học sinh, sinh viên. Ban đầu là cho dùng thử, không mất tiền. Sau đó thì góp tiền mua và tiếp đến là các em sẽ tự tìm mua. Sau khi nghe cô công an thuyết trình thì em có thể giảm tránh được trường hợp mà bị bạn bè lợi dụng có thể lôi kéo vào buôn bán cũng như hoặc là vận chuyển chất kích thích ạ. Sau buổi học về phòng chống tệ nạn ma túy thì em đã biết thêm được nhiều thông tin cũng như bổ sung thêm được nhiều kiến thức về phòng chống ma túy. Qua đấy thì em có thể phòng tránh được các tệ nạn và có thể truyền lan tỏa cái thông điệp đấy cho những người thân xung quanh và gia đình của mình để cùng phòng tránh. Em biết được tác hại của nó vô cùng to lớn nên em muốn khuyên mọi người nên tránh xa. Mong rằng các bạn có thể nhận thức, có thể chia sẻ, có thể đồng hành cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại vì Công an thành phố Hà Nội có một trang fanpage liên quan Công an thành phố Hà Nội thì khi mà các bạn theo dõi cái trang fanpage này, các bạn sẽ biết được cái tình hình, những vụ án nổi, những cái phương thức thủ đoạn mà chúng tôi đã đưa ra để cảnh báo, và đồng thời các bạn có thể truyền tải tin tố giác tội phạm với cơ quan chức năng trong quá trình các bạn sinh sống trên địa bàn thành phố. Ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc. Nếu không ngăn chặn từ xa từ sớm, ma túy sẽ tàn phá thế hệ trẻ. Việc tuyên truyền giáo dục cho các em không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an mà là của toàn xã hội và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Liên quan đến vụ cháy này, vừa qua thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị xã hội cùng với người dân đã thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Cùng với đó, các hoạt động tưởng niệm nạn nhân cũng đã diễn ra tại nhiều nơi. Vâng, theo thông tin mới nhất, vì ngách 29/70 phố Khương Hạ khá chật hẹp, nên chính quyền địa phương đã đồng ý lập hương linh các nạn nhân tử vong tại chùa để thuận tiện cho người dân đến thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân. Những ngày qua, nơi đây đã chứng kiến những lời cầu nguyện, những lời chúc bình an được gửi tới các nạn nhân bằng sự thành tâm, trang trọng. Người dân và các Phật tử tham dự buổi lễ cầu nguyện tại chùa Tam Huyền để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Từ 8 giờ sáng, hàng trăm người dân đã về đây để thắp hương cầu siêu. Tôi cũng là người dân ở đây, tôi biết tin như thế thì hôm nay tôi cũng gọi là có một phần nhỏ đến đây để lại và cũng tham gia khóa lễ cầu siêu cho các vong linh được sớm siêu thoát, tỉnh nội về đất mẹ. Thì còn lại cũng tôi cũng làm sao là cầu nguyện để cho những người vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện để mau sớm qua khỏi cái cơn hoạn nạn. Trong cái buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi cũng chỉ nhất tâm để cầu nguyện làm sao cho các em bé đó được sớm siêu sinh, tịnh độ, đấy, về nước ăn nạc. Thế còn xa chung của các thân quyến của các nạn nhân thì cố gắng bỏ qua những cái lỗi đau buồn này để mà trở lại cái cuộc sống làm sao để cho nó có cái tinh thần, để trở lại cuộc sống để cho nó bình thường. Để tưởng niệm nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Khương Hạ, nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại Hà Nội cũng đã có thông báo tạm dừng. Một số địa điểm hoạt động vui chơi giải trí vẫn được mở nhưng sẽ không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ.
Ngoài các hoạt động tưởng niệm, rất đông người dân cũng đến nhà văn hóa cách hiện trường 200 mét để quyên tặng đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu. Bọn tôi quyên góp sách vở quần áo cũ cũng như là tiền một chút công đức để giúp đỡ các nạn nhân còn lại. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 9. Đồng thời, thống nhất các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 9, thứ hai tới đây, sẽ đồng loạt dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy.